Rồi, mình kể đi. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em tên Trần Hữu Tài à. Hôm nay 24 tuổi à. 25 tuổi à. Sao 24 mà lên 25? Lộn gì, tại em luôn. Sinh năm nhiêu? Dạ, 94 à. 94, 25 rồi, sắp 26 dạ. Luôn rồi. Dạ. Nhà ở đâu, Tài nhà ở đâu? Dạ, quê em ở Bạc Liêu à. Ờ, hiện tại giờ đang ở đâu? Hiện tại em đang làm ở Bình Dương à. Làm công việc gì ở Bình Dương Tài? Dạ em thợ cắt tóc. Hèn chi gì nói gì nãy, tôi thấy tóc lạ rồi. Tôi thấy tóc màu đen là tôi biết thợ cắt tóc rồi. Dạ em chuyên bên Nam à. Cắt uống vũ nhuộm. Dạ. Ủa Nam có uống tóc không? Dạ có à. Uống máy đồ á ha. Dạ. Cắt uống vũ nhuộm luôn. Dạ. Em là thợ chính. Thợ chính được mấy năm rồi? Dạ được 1 năm rưỡi rồi. À rồi em ở đó luôn hả? Em ở đó với gia... Dạ em về gia đình à. Ở làm em với gia đình em cũng gần à. À thì gia đình em lên trên Bình Dương luôn rồi. Dạ. À, Bình Dương là ở đoạn nào? Dạ khúc Tân Nguyên, xã Tân Vĩnh Hiệp à. Nhà đông anh chị em không? Dạ có 2 anh em à. Em là lớn còn em gái út à. Rồi mời em gái giới thiệu. Chào nè. Chương trình, chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngọc Dầu ạ. Năm nay em 27 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định chị. Và nghề nghiệp của em là kế toán tại Bình Dương ạ. Bình Dương ở khúc nào, gần chỗ nhà bạn trai không? Em ở Thủ Dầu Một nhưng mà em làm ở Tân Nguyên luôn ạ. Sao nghe bạn gái lớn hơn mình 2 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Người ta nói cái gái lớn 2 gì trai lớn 1 đó. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tài? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn, phụ giúp trong gia đình. Hoa này em tự cắm. Rồi thiệt luôn hả? Rồi con trai biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm việc trong gia đình, làm nghề tóc. Sao nó có cái gì nó ngộn một ta? Không có ngộ chị à. Em bình thường chị à. Bình thường? Dạ. Em biết chị nói ngộ gì không mà em nói em bình thường? Chị nói em cũng hiểu được chút rồi. Hiểu chút hả? Có ai nói gì không? Có ai đặt nghi vấn gì ở em không? Dạ chị sắp đặt nghi vấn em nói trước à. Kiểu mà ai sắp đặt nghi vấn em là em nói trước. Dạ. Thích bạn gái không? Dạ thích ạ. Có người nào thích con trai không? Dạ không à. Ví dụ mà tiệm em phục vụ mấy bạn trai vô cắt tóc, có bạn nào đẹp trai quá cái em mê không? Dạ không à. Chứ ví dụ chị mà thấy gái đẹp là chị cũng mê nha. Dạ không. Không mê trai, em chỉ mê gái thôi. Em chỉ mê gái thôi. Dạ. Khuyết điểm em là gì? Em mà giận lên thì em ít nói lắm. Chứ em làm gì? Khi nào em đúng á thì em không nói, nhưng nào em sai thì em tự động xin lỗi. Đúng, không nói. Sai, xin lỗi vậy cũng được, biết xin lỗi là được rồi. Dạ. Còn bên đây, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn khá là ngon ạ. Và đặc biệt là em sống tình cảm ạ. Luôn luôn quan tâm đến gia đình và đặc biệt là yêu con nít ạ. Rồi, điểm yếu? Mặc dù em là con gái nhưng mà có sở thích hơi lạ. Đó là em thích cắn nhéo và đánh người. Gì vậy? Cắn nhéo và đánh, đánh người. Dạ đúng rồi. Là thường em cắn nhéo với em đánh ai? Em gái và mẹ và mấy bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Có đánh bạn đồng nghiệp trong công ty nữa? Dạ có. Có khi nào bị đánh lại không? Dạ không. Có ai phản kháng lại em chưa? Dạ chưa ạ. Ngoài sở thích đó ra còn sở thích gì đặc biệt nữa không? Em thích chơi thể thao, đặc biệt là đá banh chị. Thích đá banh nữa? Dạ đúng rồi. Xài quá xài luôn. Bên đây con trai thích cắm hoa, làm việc nhà. Con gái thì thích cắn nhéo, đánh đập, đá banh. Rồi cặp đôi này ngộ nha. Mới mốt mình về rồi coi như là chiều em đi đá banh, anh ở nhà cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa. Được không cưng? Được không? Dạ được. Vui ha. Có quan ngại gì không? Cắn nhéo đánh. Dạ không sao vậy. Tại em to mà không sao đâu. Cái gì to? Người em to bự à, hơn. Em phải nói rõ nha, phải nói cho rõ. Rồi trong tình trường thì như thế nào? Em trải qua mấy mối tình rồi? 20 rưỡi chị. 20 rưỡi hả? Dạ. Dạ cái đó lưỡng lưỡng nha chị, không phải tình bạn, không phải tình bạn, tình yêu không phải tình yêu, nó nằm ở lưng chừng. Cái rưỡi đó kéo dài được bao lâu? Dạ em mới kết thúc hồi năm rồi chị. Năm mấy, tới giờ em cắt đứt liên lạc luôn chị. Sao cắt đứt? Lý do tại sao không tới được nguyên mà nó cứ rưỡi là do em hay do bạn đó? Cái nói mình tỏ tình thì cứ như kiểu được bạn thân đó, cứ đùa đùa vậy chị. Rồi bạn đó cũng im luôn? Dạ im luôn. Sắp lấy chồng rồi chị à? Em phải gu của người ta rồi. Dạ đúng rồi. Thì trước đó hai mối tình kia thì sao? Có cái gì vậy? Tại sao thì chia tay? Một mối tình dưới quê lúc mẹ mới đi làm á, em làm nhiều quá nên là không có thời gian liên lạc, nên là ghét nhạt đầu mình chia tay. Còn mối tình thứ hai là bạn gái ở Kiên Giang, trước làm thì hai đứa quen, xong rồi người đó về quê xong tình cảm xa quá đầu bị nhạt đi. Đúng rồi, bây giờ gần nè, đừng có để nhạt nữa nha. Dạ. Tập trung vô chuyên môn nha. Dạ.
Rồi, thế còn em tình trường sao nè? Dạ, em chưa trải qua một mối tình chính thức nào chị. Chưa trải qua mối tình nào hết? Dạ đúng rồi. Từ hồi đi học tới giờ luôn á? Dạ đúng rồi. Lý do sao vậy? Trước khi mà em muốn nhận lời của một bạn nào đó thì em có tự vẽ ra một cái quãng đường rất là dài trên một cái trang giấy chị, là ví dụ người đó có tốt hay không, người đó có đối xử với gia đình mình tốt hay không, hoặc là người đó có chung thủy hay không. Suy nghĩ quá nên là em không có đồng ý. Cho nên thôi bây giờ mình phải rút kinh nghiệm. Dạ đúng suy rồi. Suy nghĩ gì cho nhiều vậy. Cuộc sống nó ngắn ngủi, đời nó vô thường lắm, đâu ai biết được ngày mai như thế nào. Dạ. Hôm nay tình yêu tới, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy đối tượng này được, happy thì mình đón nhận đi. Dạ, để mình có một mảnh tình dắt dai với người ta. 27 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Nha không cưng? Dạ, ba mẹ là hối hoài luôn. Ba mẹ hối hoài. Ba mẹ ngày nào cũng hối. Và chị nói là chị gái á, chị nói là thử yêu đi, yêu đúng vui rồi. Lắm. Yêu vui lắm thiệt. Hẹn hò rồi nhớ nhung rồi cũng có gây gỗ rồi chia tay đồ, phải có nước mắt, nụ cười nó mới là cuộc đời đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao em dụ bạn này yêu được cho chị nha? Dạ. Được không? Dạ được. Tự tin không? Dạ tự tin rồi. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em sao? Cao trên 1m67 trở lên chị. Chuẩn. Vui vẻ hòa đồng giống em luôn. Chuẩn luôn. Chín chắn và luôn luôn đưa ra quyết định của mình. Có chuẩn. Chứng kiến. Nhưng mà bây giờ thí dụ bạn trai nhỏ em 2 tuổi thì em có quan ngại gì không? Dạ không. Miễn là chứng chắn là dạ, được, công rồi, việc ổn định là ok. Dạ. Đúng không? Lần này vẽ trang giấy ngắn ngắn thôi, đừng có vẽ dài quá nha không? Dạ. Vài điểm thôi. À, cao mét trên 1m67 ha, ok. Dạ. Thật thà yêu thương mình, chăm sóc mình, đủ rồi. Còn em, mỗi người bạn gái của em là người như thế nào? Người đó phải chung thủy. Em không cần việc nhà phải đảm đang. Đó em lo được, tại em làm tại nhà được mà. Ừ. Đây, em tìm đi. Anh đó thì có trong ba anh này nè. À, em đeo cái hình cho chị coi coi. Em thích gu sao lại em kiếm trong chổng á. Đây, đơn giản thôi. Nào, ai đâu, ai đâu? Em nghĩ này. Anh đó, anh đó. Lý do tại sao em chọn anh đó? Tại vì em thấy cao. Là em thích cao đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích cái anh này. Dạ. Chắc chưa? Chắc. Chắc nha, giữ nguyên hiện trường đó, lát nữa tôi gả. Chị... Tại sao em chọn cô đó? Tại vì thấy ít cười, chắc chắn là sẽ nghiêm. Ít nói là phải nghiêm nè. Ít nói là chụp hình phải nghiêm. Dạ. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ. Chị bị dối như thế nào ạ? À? À, cái điểm mạnh của chị hả, là chị... Chị là phụ nữ biết mà tính chị hơi có một chút xíu đàn ông. Tính tiếng Mỹ gọi là manly á. Dạ. And, chị khá là mạnh mẽ. Trong công việc thì chị rất là năng động, rất là nhanh lẹ gọn và dễ thấu hiểu đến người khác, dễ chia sẻ, mà giống như một người sống rất gần gũi em. Dạ vâng. Dạ. Sao thế còn điểm yếu của mình? À, điểm yếu của chị hả? Điểm yếu của chị là chị hơi nóng tính. À. Ừ. Khi mà chị nóng xong rồi chị suy nghĩ, chị không phải là nóng quá nhưng mà chị nóng nhưng mà chị biết dằn cái cơn nóng lại, nhưng mà khi chị nóng thì chị nói cái nhiều lúc hơi bị quá lời nhưng mà chị suy nghĩ lại liền. Thì mà có bao giờ mà mình bộc phá hay là những cái over nhất thì nó sẽ là như thế nào trong cái cơn nóng giận của mình? Nóng lắm thì chị nói qua nói lại xong chị sẽ bỏ chị đi. Dạ vâng. Ừ. Không rồi. Dạ. À, trước giờ là về tình trường của chị là như thế nào chị? À, chị thì đã có gia đình là có 2 cháu trai. Một cháu thì 25 tuổi đang học về kỹ sư software đó em, IT. Dạ. Dạ. Rồi một cháu thì mới học lớp 10 thôi em, 16 tuổi. Dạ, một cháu là 25 tuổi, một cháu là 16 tuổi. À, hai cháu hiện tại đang ở cùng với mẹ hay sao ạ? Dạ, đang ở trong nhà này với chị. Chị nuôi hết 2 cháu à? Dạ vâng. À, hai anh chị sống với nhau được bao nhiêu năm tất cả? Ừ, hai anh chị sống với nhau là được... nói chung là chị lên đây chị cũng phải nói hết để cho em biết. Là chị đã 2 đời. Cái đời thứ nhất là lấy ở Việt Nam. Xong rồi bố mẹ chị mới bảo lãnh gia đình chị với con qua đây. Thì một bé lớn sinh ở Việt Nam. Thì khi qua đến đây thì cái anh, ông xã chị mới đi qua tiểu bang khác sống. Thì chị ở đây một mình. Thì chị chờ đến mấy năm không có về chị mới
ly dị xong đến năm 2007 chị mới lấy cái anh thứ hai, thì sanh được một bé 10 tuổi đó em. Vâng, bé 10 tuổi là xong cũng chia tay luôn, sống được 8 năm em, bé thứ hai, ba của bé thứ hai. 8 năm thì chia tay em tới bây giờ luôn, là được chính thức là 12 năm rồi. Dạ, là chị đã cô đơn 12 năm rồi đúng không? Dạ, 12 năm em. Chị cũng đi làm cũng có, nếu mà nó ở đất Mỹ này nó cũng có, nhưng mà em biết sao không? Mình đi làm suốt ngày hai chớp, tối mình về mình đâu có thời gian, mình không có tìm hiểu được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có gia đình. Có gia đình, tới cái tuổi của chị hay gặp người có gia đình lắm nên chị không muốn. Mà phải như vậy nên chị quyết định là đi lên đây tìm một người rất là, cho nó giống như người ta cũng ly dị như mình, nhưng mà người ta cũng single đàng hoàng. Single đá đi cũng được, nhưng mà phải là single. Dạ vâng, rồi. Bây giờ là nếu mà chương trình mà ghi hình ấy là ghi hình về Việt Nam á, chị có về được không ạ? À, chị có dự định chị về Việt Nam, nhưng mà chị có nói với em là chị nghe cái chương trình này khi mình đăng ký đến cái lúc mà mình tìm được cái người mà để tụi em kết, chúng bên bên đài truyền hình kết nối được cho mình á, thì cũng khá là lâu chứ không phải là mau. Cho nên tháng 12 này là chị có dịp chị về Việt Nam chơi một tháng. Thì tháng 12 này vào Christmas đó chị sẽ về một tháng. Thì con chị nó nói thì mẹ cứ ghi trước đi, nhiều lúc đến đó nó lừa. Con thấy có nhiều cô 2-3 năm luôn á mẹ. Thì tự duyên thôi, nếu lúc đó mà có được cái người mà có duyên với mình đó em. Thì vào tháng 12 chị về, còn nếu không thì chị về lại bên Mỹ rồi nào có được cái người mà hợp với mình thì chương trình đưa ra thì mình đi về nữa. Dạ vâng. Bây giờ chị mong muốn là tìm cái người đó là như thế nào? À vậy hả? Chị cũng muốn tìm một người như là từ 60 tuổi trở lại. Giống như người đó phải cái em cũng hiểu, chị không phải chị nói chung chung mà chị cũng nói chung chung mà chị nói đây là tất cả những phụ nữ ai cũng muốn vậy, là người đàn ông đó phải là men chững chạc. Thứ nhất, thứ hai là phải đừng có gia trưởng, mà người thành phố cũng được hoặc người miền Tây. Dạ vâng. Người thành phố hoặc là người miền Tây. Dạ. Công việc thì sao chị? Công việc của anh đó đó hả? Dạ vâng. Thì bây giờ anh đó, nếu mà nói gì mình muốn thì ai cũng muốn được hoàn mỹ hết em, nhưng mà điều cái là mình tùy duyên. Nếu anh nào hợp với mình, và chị chỉ muốn người đàn ông, thứ nhất là phải quan tâm tới gia đình, thứ hai là nếu người làm gì business thì rất là tốt, tại chị cũng có một cái đầu óc rất là business đó. Rồi thứ ba nữa là cái người đàn ông đó, nếu chẳng hạn mình chỉ đưa ra những cái tiêu chí thôi nha em, để em hỏi chị mới nói. Thí dụ người đàn ông đó có nhà hàng hay buôn bán hay là cái gì đó, chị có thể phối hợp vào làm ăn chung, hoặc là dạng mà kỹ sư lớn tuổi mà bị gãy đổ có con lớn cũng được đó. Còn hoặc là người buôn bán làm ăn về business, nói chung chị rất là thích business, tại chị bên đây cũng là có tiệm nail của em, làm chung với một cô em bé nữa. Chị rất là thích buôn bán. Rồi. Còn ngành nghề nhà hàng đó thì còn rất tốt, rất tốt. Là nhà hàng tốt là. Dạ. Nhưng mà nếu mà anh ấy ở Việt Nam thì mình sẽ cùng ngồi làm và bàn bạc được đúng không chị? Được, nếu vậy nè, con chị thì cũng đã lớn. Một bé thì lớp 10 rồi, thì bé lớp 12 là bé cũng đã 18 tuổi. Thì bé đó nói mẹ ở đây con học, còn không thì mẹ cứ đi về làm ăn, mẹ đi về cũng được. Tại vì nhà chị ở đây là có ông con, còn có bà ngoại nữa với mấy dì. Thì chị cũng có một cái chiều hướng là lớn một tí nữa là về Việt Nam sống, đi qua đi lại với các cháu. Thí dụ như 2 tháng ở Việt Nam thì một tháng 2 ở Mỹ, rồi 2 tháng ở Mỹ, 3 tháng ở Mỹ thì 6 tháng ở Việt Nam, đại loại là vậy em. Dạ rồi. Dạ. Dạ vâng. Hôm nay thì là cái buổi đầu tiên mà làm quen lấy được cái thông tin của chị ấy, chị Haley. Dạ vâng. Em nắm tinh thần là tháng 12 chị sẽ về Việt Nam, tháng 12 dương lịch đúng không chị?
tháng 12 là cái mất đó chị về tới Việt Nam là thì cái bác bo của chị nó đã hết hàng mà chị không mãi lo làm ăn, không có để ý. Vừa rồi hè định về Việt Nam chơi thì bây giờ làm bác bo nó rất là lâu em. Chị không biết từ sau hồi xưa làm có 3 tuần thôi mà bây giờ chị mới đi xuống tổng lãnh sự chị làm thì nó làm 3 tháng đến đến 10 đến 13 tuần. Đó thì nó cho trong cái thời hạn đó mình sẽ có, cho nên bây giờ chị cũng nói thật cho em biết là nếu mà có gửi sớm chị cũng không có về được vì không có bác bo. Đến 3 tháng rồi nó mới có cái passport cho chị lận. Chị mới mở ra đến hè đi đó. Tháng 7 này về mà lại kìa không có đi được. Cho nên là chị phải chịu thôi. Dạ vâng, thì như thế cho chị nhớ. Bọn em sẽ đi tìm ý mẫu cái người mà phù hợp nhất nhất tí để chị. Xong rồi nếu mà duyên số mà ok thì tháng 12 thì chị về này, thì tham gia ghi kết nối giùm chị. Cảm ơn cái nguyên ekip của tụi em nha, cảm ơn rất là nhiều. Chị cũng mong rằng là có dịp về, nếu được không được cũng không sao. Mà chị cũng muốn mời hết tụi em, chị em mình ra ngoài nhà hàng làm bàn cũng vui nữa em. Không nói gì hết. Thế về có gì thì mình sẽ liên hệ lại sau cho chị ha. Em cho chị nói một cái, cho chị nói một cái chút xíu nữa nha. Em đừng có kiếm người mà hối cho chị nha, không có tóc, ít tóc ấy, đừng hối nha. Dạ vâng vâng đấy, thế chị còn yêu cầu gì mà chị người đàn ông mà chị không thích nữa thì chị cứ nốt luôn cho em để em biết. Đánh tình đàn ông chứ đừng có tính đàn bà, không có gia trưởng là được rồi em. Dạ vâng ạ. Không gia trưởng, không đừng có kibo quá, nhẹ là đủ rồi. Dạ vâng, em nói hết rồi nha chị nha. Dạ rồi, chị cảm ơn em nhiều nha. Dạ vâng, chị yên tâm đi. Dạ chào chị.